Xin kính chào khán giả của Nghe Việt TV và mời quý vị cùng theo dõi phần điểm tin trong ngày Hôm nay là ngày thứ Bảy ngày 14 tháng 8 năm 2021 và sau đây là phần tin chi tiết Mở đầu phần tin thì số trẻ em nhập viện vì Covid-19 ở Hoa Kỳ đã đạt đến mức cao kỷ lục chỉ hơn 1.900 ca vào hôm thứ Bảy khi các bệnh viện trên khắp miền Nam California phải căng sức chống chọi với đợt bùng phát do biến thể Delta có khả năng lây truyền cao gây ra theo dữ liệu từ Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ, biến thể Delta đang nhanh chóng lây lan trong số dân không được tiêm chủng, đã khiến số những người nhập viện gia tăng đột biến trong những tuần gần đây, làm gia tăng số ca nhập viện ở trẻ em lên tới 1.902 ca vào ngày thứ Bảy, theo dữ liệu từ Bộ Y tế và Dịch vụ cho hay. Theo trẻ em, thì hiện chiếm khoảng 2,4% số ca nhập viện COVID-19 của quốc gia. Trẻ em dưới 12 tuổi không đủ điều kiện để tiêm vaccine, khiến chúng dễ bị lây nhiễm từ biến thể mới, có khả năng lan truyền cao hơn so với trước đó trong đại dịch. Số bệnh nhân COVID-19 mới nhập viện trong độ tuổi từ 18 đến 29, từ 30 đến 39 và 40 đến 49 cũng đạt mức cao kỷ lục trong tuần này, theo dữ liệu của CDC. Các học khu ở Florida, Texas và Arizona để yêu cầu đeo khẩu trang trong trường học, bất chấp lệnh của thống đốc tiểu bang thuộc đảng Cộng Hòa cấm các học khu áp đặt các quy tắc như vậy. Chính quyền của thống đốc Florida là ông Ron DeSantis cũng đã đe dọa giữ lại tài trợ từ các quận áp dụng yêu cầu đeo khẩu trang và thống đốc của Texas cũng đang kháng cáo lên tòa án tối cao của tiểu bang để lật lại nhiệm vụ đeo khẩu trang của quận hạt Dallas và Dallas Morning News đưa tin vào hôm thứ Sáu một phần năm số ca nhập viện COVID-19 của Florida là nơi số lượng bệnh nhân COVID-19 đạt mức kỷ lục là 16.100 vào hôm thứ Bảy, theo cuộc kiểm kê của Reuters. Số liệu của Bộ Y tế cho hay là hơn 90% số giường chăm sóc đặc biệt của tiểu bang đã được đầy và trong những ngày tới thì những số giường này sẽ không còn đủ chỗ cho bệnh nhân liên quan đến phần tin của thế giới. Thì động đất 7.2 độ Richter tại Haiti dự kiến số thương vong tăng cao. Một trận động đất mạnh xảy ra ở phía tây của đảo quốc Haiti vào hôm thứ Bảy ngày 14 tháng 8, dự đoán đã gây ra tổn thất nhân mạng cao và thảm họa trên diện rộng, Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ loan báo, theo Reuters. Trận động đất mạnh là 7.2 độ Richter lan tỏa khắp vùng biển Caribbean, xảy ra cách thị trấn là Petit tám 8 số cách thủ đô Port-au-Prince, khoảng 150 cây số về phía tây, ở độ sâu là 10 cây số, USGS cho biết. Trận động đất này có cường độ lớn hơn và và nông hơn trận động đất mạnh 7. À, một độ Richter xảy ra ở Haiti vào 11 năm trước vốn đã giết chết hàng chục người nếu không muốn nói là hàng trăm ngàn người sang phẳng các tòa nhà và đưa cả triệu người vào cảnh màn trời chiếu đất hệ thống cảnh báo sóng thần của Hoa Kỳ đã đưa ra cảnh báo sau trận động đất tuy nhiên những nhanh chóng đó đã được dỡ bỏ lệnh ngay sau đó các cơ quan truyền thông của haiti cũng đưa tin một số người dân dọc theo bờ biển chạy trốn lên núi chính phủ haiti cũng cho biết trên twitter là đã có những hình ảnh ban đầu về khả năng thương vong từ các đội cấp cứu các hình ảnh trên trang mạng xã hội hiện tại reuters không thể xác minh trong lúc này cho thấy những ngôi nhà và một phần của nhà thờ thị trấn là jeremy biến thành đống đổ nát trận động đất 7.2 độ này xảy ra khi Haiti đang chìm trong các cuộc khủng hoảng chính trị, nhân đạo và an ninh của quốc gia chính phủ của đảo quốc này đang rơi vào tình trạng hỗn loạn sau vụ ám sát của Tổng thống là Jonovel Moise, trong khi người dân và cả nước đang phải đối mặt với nạn đói ngày càng gia tăng và các cơ quan y tế đang tràn ngập bởi bệnh nhân Covid-19. Việc đi đến khu vực phía nam của Haiti, nơi xảy ra trận động đất, bị hạn chế bởi sự kiểm soát của băng đảng tại các khu vực trọng yếu. Liên quan đến phần tin khác, thì thủy quân, Hoa, thủy quân lục chiến của Hoa Kỳ đã tới Kabul, phiến quân Taliban tiến sát tới thủ đô. Các thành phần đầu tiên của một tiểu đoàn thủy quân lục chiến của Hoa Kỳ đã đặt chân tới Kabul trong lúc phiến quân Taliban vào hôm thứ Bảy ngày 14 tháng 8 chiếm thêm hai tỉnh nữa và tiến sát khu vực ngoại ô của thủ đô Afghanistan, đồng thời cũng mở cuộc tấn công từ mấy hướng nhắm vào một phần của thành phố lớn ở vùng Bắc Afghanistan, hiện cho thành phần dân quân thân chính phủ bảo vệ. Đơn vị thủy quân lục chiến hiện ở Kabul thuộc lực lượng đặc nhiệm khoảng 3.000 người, gồm có hai tiểu đoàn thủy quân lục chiến và một tiểu đoàn bộ binh. Tất cả thành phần còn lại sẽ dự trù được đưa đến nơi đây vào tối ngày Chủ nhật. Nhiệm vụ của lực lượng này là bảo vệ an ninh và giúp nhanh chóng di tản kiều dân cũng như là các nhân viên ngoại giao Hoa Kỳ ra khỏi Afghanistan phiến quân Taliban nay đã chiếm phần lớn khu vực phía Bắc, phía Tây và phía Nam của Afghanistan. Trong chiến dịch tổng tấn công chấp nhoán diễn ra chỉ chưa đầy 3 tuần lễ trước khi Mỹ rút các quân nhân sau cùng về nước, tạo lo ngại rằng Taliban sẽ hoàn toàn chiếm quyền cai trị hoặc sẽ có một cuộc nội chiến mới. Nguồn tin của địa phương nói rằng Hoa Kỳ tiếp tục có các hoạt động không yểm cho quân đội chính phủ Afghanistan gồm các phi vụ B-52. Tuy nhiên, nỗ lực này có vẻ như không hữu hiệu trong việc ngăn chặn sức tiến của Taliban. Phía Taliban cũng chiếm được toàn thể tỉnh Logar nằm ngay ở phía nam của thủ đô Kabul và bắt giữ các giới chính quyền của địa phương. Theo bà Hoda Amadi, là một dân biểu quốc hội đại diện tỉnh này, bà nói rằng Taliban đã thấy xuất hiện ở quận Cha Asiaf, nơi chỉ cách Kabul chừng 11 cây số về phía nam. Phiên quân cũng đã chiếm được thủ phủ của tỉnh là Pakita, nằm sát biên giới với Pakistan. Theo lời của ông Khalid Assad, một chuyên biểu của tỉnh này, ông cho hay là giao tranh diễn ra ở Sarana vào sáng sớm ngày thứ Bảy, tuy nhiên đã chấm dứt sau khi chế chức thân hào nhân sĩ địa phương đứng ra làm trung gian để phía chính phủ rút đi an toàn. Theo ông Assad, thì tỉnh trưởng và các chức chức khác hàng đầu và được thả cho đi nay đang trên đường về thủ đô Kabul phía Taliban à, trong khi đó cũng đã từ mấy phía mở cuộc tấn công tỉnh Mazar-e-Sharif ở vùng phía bắc của Afghanistan gây giao tranh dữ dội ở khu ngoại ô thành phố theo lời của ông Muni Ahmad Farhad phát ngôn viên của tỉnh trưởng các vị Taliban hiện đang kiểm soát 19 trong số 34 tỉnh của Afghanistan và cũng chiếm được hai thành phố lớn hàng thứ nhì và thứ ba của quốc gia này là Herat và Kandahar. Phía chính phủ này chỉ còn giữ khu vực trung tâm và ở phía đông cùng hai thành phố Kabul và Mazar-e-Sharif. Tổng thống Afghanistan là Ashraf Ghani đọc bài diễn văn trực tiếp truyền hình hôm thứ bảy, lần đầu xuất hiện trước công chúng kể từ khi mà Taliban mở cuộc tiến công phản công và ông Ghani nói sẽ không để mất đi thành tựu của Afghanistan đã đạt được trong 20 năm qua kể từ khi quân đội Hoa Kỳ lật đổ chế độ Taliban tiếp theo cuộc tấn công của quân khủng bố vào hôm 11 tháng 9 năm 2001 tại Hoa Kỳ. Và chính phủ Hoa Kỳ tiếp tục có những cái thương thảo cùng với đại diện của chính quyền của Afghanistan và Taliban ở Qatar ở tuần này. Cộng đồng quốc tế cũng cảnh cáo rằng là chính quyền của Taliban được đưa lên bằng võ lực sẽ không được thế giới chấp nhận tuy nhiên thì phía phiến quân của taliban không có vẻ gì là muốn nhân nhượng tại bàn hội nghị trong đà chiến thắng của họ tại chiến trường tổng thống ghani cũng nói đang có cuộc tham khảo là bên trong thêm phủ với thân hào nhân sĩ các nhà lãnh đạo chính trị đại diện mọi tầng lớp dân chúng cùng là các đồng minh quốc tế ông cũng nói rằng kết quả các cuộc tham khảo sẽ được thông báo cho dân chúng nhưng không chưa biết thêm chi tiết gì khác Vị tổng thống đã bay tới Mazar e vào hôm thứ Tư để khích lệ tinh thần chiến đấu của các tay súng đang bảo vệ thành phố này. Và ông cũng đã gặp một số các chỉ huy lực lượng dân quân gồm cả Adun Rasif Sosum và Atta Muhammad Noor, những người có hàng ngàn tay súng. Các chỉ huy quân sự hiện vẫn còn là đồng minh của chính phủ Afghanistan. Tuy nhiên, trong những lúc loạn lạc trước đây, những ngày này người này thường sớm trở ở cờ để giữ được thế lực của mình và liên quan đến phần tin ở tại Việt Nam. Thì Cộng sản Việt Nam lo lắng là nguồn cung cấp vaccine khi mà số ca Covid-19 trong ngày gần chạm ngưỡng kỷ lục. Vào thứ Năm ngày 12 tháng 8, thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam nói rằng là quốc gia này đang đối mặt với tình trạng căng thẳng do số ca lây nhiễm Covid-19 tiếp tục gia tăng cũng như là tình trạng thiếu hụt vaccine tại quốc gia này. Việt Nam lại phải chứng kiến số ca nhiễm bệnh được ghi nhận trong ngày gần chạm ngưỡng kỷ lục kể từ khi đợt bùng phát được xem là kéo dài lâu nhất và có sức ảnh hưởng nghiêm trọng nhất từ trước đến nay. À, hầu hết trong số 9.677 ca nhiễm covid-19 mới đều là tâm dịch ở Sài Gòn và các tỉnh công nghiệp lân cận như Bình Dương, Đồng Nai. Bộ Y tế cộng sản cũng cho biết có 326 ca tử vong do covid-19 mới vào hôm thứ năm, nâng tổng số ca tử vong tại Việt Nam lên con số là 4.813 ca. Phó Thủ tướng cộng sản là Vũ Đức Đàm, trưởng ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 cho biết tình hình đại dịch đang rất là căng thẳng tại Việt Nam, đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt vaccine trên toàn quốc. Trong những tháng qua, thì cộng sản Việt Nam đã gọi khoảng 20 cuộc điện thoại cho các nhà lãnh đạo đồng cấp ngoài quốc nhằm cố gắng bảo đảm thêm số lượng vaccine. Theo chữ kiện chính thức, chưa đến 1.1 triệu người trên tổng số 98 triệu người dân Việt Nam đã được tiêm chủng đủ hai mũi vaccine chống Covid-19 và một trong những tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất ở khu vực Á Châu. Cho đến nay, Việt Nam đã nhận được khoảng 18 triệu liều vaccine. Việt Nam đã ghi nhận hơn 246.500 ca nhiễm COVID-19. Đa số các ca nhiễm phần lớn đều được ghi nhận kể từ cuối tháng 4. Và Nguyễn Đức Trung đã bị kê biên nhà trong lúc có thêm cáo buộc hôm 14 tháng 8, thì tờ thanh niên cho hay cơ quan cảnh sát điều tra của bộ công an cộng sản việt nam đã ra lệnh à, kê biên ba tài sản của ông nguyễn đức trung là cựu chủ tịch thành phố hà nội người hiện đang bị thụ án là 5 năm tù đó là căn nhà rộng hơn 102 mét vuông tại số 88 Trung Liệt, quận Đống Đa và hai căn hộ chung cư rộng 175m2 ở phố Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Tờ báo cũng dẫn cáo buộc mới nhất của Bộ Công an nhắm vào Chủ tịch Chung và gây thiệt hại cho nhà nước hơn 36 tỷ đồng trong vụ chỉ định công ty thoát nước Hà Nội mua chế phẩm Redoxy 3C của công ty Akit. Đây là doanh nghiệp do bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa, vợ ông Trung thành lập và ông Nguyễn Đức Hạnh, con trai ông Trung đứng tên. Trước đó trong tuần tháng 7, báo Zing cũng cho hay, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cáo buộc ông Trung đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn can thiệp trái pháp luật và hoạt động đấu thầu gói thầu số hóa hồ sơ ghi danh doanh nghiệp năm 2016 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội. Đây là vụ án tách ra từ vụ Nhật Cường. Các báo Việt Nam ghi nhận là Bộ Công an xác định là ông Nguyễn Đức Trung dính đến 3 vụ án hình sự, trong đó chỉ có một vụ án được đưa ra xét xử hồi tháng 2 năm 2020. Ở hồi tháng 11 năm 2020, thì báo Người lao động cho rằng ông Trung được áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ vì ông này đã thừa nhận khai báo hành vi phạm tội, ăn năn hối cải và có nhiều khen thưởng trong thời gian công tác, được phong tặng trên hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ngoài ra, cựu chủ tịch Trung còn có tiền sử bệnh ung um thư cũng như là phạm tội lần đầu. Trong vụ án Nhật Cường, thì đến nay Bộ Công an vẫn chưa bắt được ông Bùi Quang Huy là tổng giám đốc công ty Nhật Cường dù đã phát lệnh truy nã quốc tế từ hơn 2 năm qua cảm ơn quý vị đã theo dõi phần tin trong ngày với jimmy hẹn gặp lại trong phần tin kế tiếp